Chào đón quý vị với một clip tiếp theo. Hôm nay là ngày 21 tháng 3. Em giới thiệu đến quý vị clip này, chắc cái đầu Technic, đầu đĩa than này nó phải đầu đĩa than số mười mấy rồi. Giá của em nó là 3,9 triệu, báo giá luôn. Hàng xung quanh hồi gỗ đẹp keng luôn, nó quá là đẹp chứ không phải là đẹp nữa. Đấy, đẹp. Những chiếc đầu đĩa than với giá 3,9 triệu thì phải gọi là giá bèo chứ không phải là giá gì. Đây, cái chỗ này của nó là băng dính, bác về vệ sinh băng dính đi, lau khắc sạch. Này, logo của em nó trên nóc vẫn còn Technic chưa? Technic. Sau đây đây nhá, tất cả mâm than của em nó đây, quý vị nhìn cho kỹ này. Đây là con Technic, đây. Model của nó đây. Technic SAP925M TD. Quý vị nhớ hộ em nhé. Đây đây. Giá của chiếc đầu Technic, đầu đĩa than Technic này là 3,9 triệu. Sau đây mời quý vị, những cái dây này em để nguyên để chút nữa em go này, em go cái cần này lại để khi vận chuyển hàng cho quý vị cho nó đỡ bị xô dịch, nó gãy mất kim nhé. Cái này là cái mũ úp bảo vệ kim, em để nguyên đấy, chưa? Sau đây mời quý vị sang với lại phần test này. Khi quý vị di chuyển cần như này nhé, khi quý vị di chuyển cần như này đấy, này thì là đồng nhất với cái ben kia, nó sẽ đẩy lên, nhìn cái ben chưa, đấy chưa, đấy hạ xuống này, đấy quý vị nhìn chi tiết hộ em nhé, em quay gần. Những cái vết quý vị nhìn đây này, nó bẩn đây này. Về quý vị lau thì đấy, em lau tay sạch này, được chưa? Để quý vị lau vệ sinh đi, em không có thời gian lau. Anh đâu ngờ có ngày đàn đất dây tơ. Đây là cái ô xúc này, có thể nhấc được ra. Chọn kiếp anh buồn sầu như đời mình đã đi tìm. Đời khi mình không muốn nghe nữa, mình gạt này, nó có stop này, không tụt vào đây stop này, nhấn này, giữ tay này, đấy, cần nó tự nâng, nó tự di chuyển về, đấy hạ xuống. Đó là toàn bộ clip em test giới thiệu đến quý vị chiếc đầu đĩa than Technic SAP925M, giá 3,9 triệu. Hàng đẹp như mới, nói mới thì thôi nhưng mà như này là quá đẹp rồi. Với giá tiền những đầu chiếc đầu đĩa than với giá tiền 3,9 triệu này thì phải nói là giá bèo giá cỏ. Bác nào có nhu cầu thì alo giúp em. Còn đây là cái cần này, tăng tốc độ, để tốc độ 33 là tốc độ nghe vừa đây. Quý vị chuyển hơn 45 nó sẽ nói nhanh hơn, thế thôi. Đấy. Còn đây là cái nút đấy, quên mất đấy. Đây. Các bác nào ấy nhá. Có gì thì alo giúp em. Quên mất đấy. Đấy. Em trân trọng cảm ơn.